Tôi có nhớ có một nhà đầu tư, họ hỏi với tôi rằng: mày nghĩ như thế nào về câu chuyện đầu tư với ngân hàng? Tôi bảo thế này: tôi thì không biết. Ngày xưa khi mà tôi bắt đầu mở một công ty, tôi bỏ ra một số tiền và sau 15 năm tôi bán nó mới được 1.000 lần. Lần này do là nó to rồi, có nhẽ không được 1.000 lần, nhưng tôi nghĩ cũng được vài 300 lần sau 10 năm, cũng là một cái khá tốt và đã đúng sự kỳ vọng của các nhà đầu tư. Đoạn video các bạn vừa xem là chia sẻ của ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch của TP Bank vào năm 2018. Thời điểm đó thì TP Bank chuẩn bị niêm yết và Phó Chủ tịch Đỗ Anh Tú đang giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu TP Bank tới các nhà đầu tư. Thời điểm mới ra mắt ấy, thì ông chỉ Tú chỉ kỳ vọng là TP Bank sẽ sớm đạt vốn hóa là 1 tỷ USD sau khi niêm yết. Nhưng thực tế khi mà nhìn lại thì cổ phiếu TP Bank đang có thời điểm vượt xa con số này. Và cụ thể đến nay sau 6 năm trải qua rất nhiều cái giai đoạn thăng trầm khác nhau của thị trường, vốn hóa của TP Bank đã đạt đến 42.000 tỷ đồng, nghĩa là tương đương với gần 2 tỷ USD, gấp đôi kỳ vọng của ông Tú. Vậy thì TP Bank đã làm thế nào? Chiến lược của nhà băng này những năm qua là gì? Cổ phiếu TP Bank còn đáng để đầu tư và đầu tư dài hạn hay không? Đây chính là nội dung tiếp theo của series Financial Insight phía sau dữ liệu tài chính. Mà không chần chừ thêm gì nữa, anh chị em hãy cùng Đức khám phá, bóc tách câu chuyện tiềm năng và kết quả kinh doanh của TP Bank trong video ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta hãy đi đến quý kinh doanh gần nhất của TP Bank, tóm tắt kết quả cái kinh doanh của TP Bank trong thời gian gần đây. Anh chị em hãy theo dõi cái hình ảnh dưới đây về những con số mà TP Bank được thống kê. Nhìn chung thì trong cả 9 tháng đầu năm nay, các mảng kinh doanh của TP Bank đều khởi sắc, góp phần tạo nên một bức tranh lợi nhuận tươi sáng. Theo đó thì lợi nhuận 3 quý của TP Bank đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động tăng vượt kế hoạch ở mức trên 8% so với đầu năm. Hoạt động của các nhà băng trong 9 tháng đã đem về khoản thu nhập khoảng 13.000 tỷ đồng và tăng gần 10% so với cùng kỳ của năm 2023. Với cái uy tín rất là tốt và thanh khoản dồi dào, cùng với đó là sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đào đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường. Khép lại quý 3, dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp của TP Bank cán mốc 247.000 tỷ đồng. Tăng 14% so với hồi đầu năm. Con số này thì vượt xa các con số trung bình ngành. Đây là con số cụ thể mà Đức muốn nêu lên để cho thấy rằng là anh chị em thấy rằng là TP Bank đã và đang hoạt động vô cùng hiệu quả. Và để có được những con số thống kê tốt như vậy thì không phải là ngẫu nhiên, mà TP Bank cũng có những câu chuyện của riêng mình. Và ở đây đó là câu chuyện của chàng trai nhỏ muốn trở thành một người khổng lồ. Hãy tưởng tượng bạn là một chàng trai nhỏ bước vào một cuộc đua marathon đầy khắc nghiệt, nơi mà các ông lớn đã có sẵn lợi thế về cả kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới. Đó chính là thực tế mà TP Bank phải đối mặt. Việc mở rộng chi nhánh còn bị hạn chế, chỉ 5 chi nhánh một hàng năm khiến con đường phát triển truyền thống trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên thì đến hiện tại, TP Bank lại có một kết quả vô cùng đáng tự hào. Từ năm 2021, TP Bank đã có 58 chi nhánh với khoảng 5 triệu khách hàng. Và chỉ sau 3 năm đến 2024 thì TP Bank đã có hơn 120 chi nhánh, nhưng số khách hàng đã đạt đến con số là 13,5 triệu khách hàng cá nhân và gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp. Quy mô của khách hàng cá nhân của ngân hàng đã tăng gấp nhiều lần chỉ trong khoảng 3 năm trở lại đây, tương đương với nhiều ngân hàng tư nhân top đầu. TP Bank còn sở hữu danh mục bán lẻ với 60% dư nợ cho vay là khách hàng cá nhân, tương đương với gần 150.000 tỷ đồng, tỷ lệ CASA đạt hơn 20% và con số này đã nằm trong top 5 hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hưng đã từng chia sẻ rằng là nếu chỉ dựa vào mạng lưới truyền thống thì TP Bank không thể nào đuổi kịp các ngân hàng lâu năm. Vì vậy mà nhà băng này cần phải liên tục tìm ra những con đường tăng trưởng mới. Vậy con đường tăng trưởng của họ là gì? TP Bank đã đề ra 3 cái chiến lược tăng trưởng vô cùng rõ ràng. Đầu tiên đó là FFCG, trăm hoa đua nở. Thứ hai đó là chiến lược Digital Lending, nghĩa là đột phá công nghệ giúp bứt phá tăng trưởng. Và cuối cùng là quản trị rủi ro, cân bằng giữa an toàn và tốc độ phát triển. Để đầu tiên, ta sẽ đi vào chiến lược đầu tiên của TP Bank, đó là FMCG, trăm hoa đua nở. Bí quyết thành công của TP Bank nằm ở sự chuyển đổi tư duy đột phá. Họ áp dụng triết lý là FMCG, có nghĩa là Fast Moving Consumer Goods. Ở đây, chiến dịch này đã đặt khách hàng làm trung tâm, chú trọng cái trải nghiệm của người dùng, chuyển đổi tư duy từ cách làm ngân hàng cổ điển sang mô hình phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm. Ví dụ mà dễ nhận thấy nhất ý, là TP Bank là nhà băng đầu tiên trên thị trường
cung cấp các sản phẩm là cho vay ô tô, trong khi mà các ngân hàng lớn khác bao gồm ngân hàng nhà nước và ngân hàng cổ phần đều chưa chú ý đến nhu cầu này. TP Bank không có key products. Nguyên tắc bán lẻ của TP Bank là trăm hoa đua nở, không nên dồn hết nguồn lực vào một sản phẩm nào đó. Việc học hỏi từ kinh nghiệm của ông Đỗ Minh Phú và ông Đỗ Anh Tú trong ngành FMCG đã giúp TP Bank thành công trong việc marketing này, phân phối, thiết kế sản phẩm và tạo nên sự khác biệt trên thị trường. Đây cũng là một yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của TP Bank trong thời gian vừa qua. Cái yếu tố thứ hai cũng là yếu tố tiếp theo mà TP Bank áp dụng, đó là digital lending. Với sự đột phá công nghệ và tăng trưởng bứt phá, TP Bank thì luôn tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng số, đặc biệt là đối với digital lending với mô hình là mua trước trả sau. Hơn 100 triệu giao dịch một tháng, con số này đã cho thấy sự bùng nổ của TP Bank trong mảng này. Lãnh đạo ngân hàng đã từng chia sẻ là với TP Bank thì đầu tư cho ngân hàng số là để tăng vọt khả năng phục vụ và giảm chi phí. Ngoài ra, TP Bank còn hợp tác với 3 đối tác thương mại vô cùng lớn, đó là Shopee, Tiki và Lazada. Điều này đã giúp TP Bank tiếp cận được 3 triệu khách hàng và mở ra một hướng tăng trưởng bứt phá. Cuối cùng và điều quan trọng nhất đó là TP Bank luôn chú trọng quản trị rủi ro, cân bằng giữa tốc độ và an toàn. Khi tăng trưởng nhanh thì không đồng nghĩa với việc là bỏ qua cái rủi ro hiện hữu. TP Bank đã hiểu rõ điều này và đặt một hệ thống quản lý rủi ro vô cùng chặt chẽ với bộ phận kiểm soát rủi ro và pháp chế hoạt động độc lập. Họ không dồn trứng vào một giỏ mà đa dạng hóa các sản phẩm của mình. Minh chứng rõ ràng nhất là tỷ lệ CASA trên 20% đã chứng minh được sức mạnh tài chính và sự ổn định của TP Bank. Tính tới quý 3 2024, theo báo cáo kết quả kinh doanh thì TP Bank chưa thể hiện khả năng hoàn thành kế hoạch đầu năm ở mức tăng trưởng 34%, trong khi thực hiện 9 tháng ở mức tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ. Hơn nữa thì cái mức tăng trưởng này cũng thấp so với tốc độ tăng trưởng của 2023 ở mức 18%. Xét thêm các yếu tố khác ngoại trừ lợi nhuận thì TP Bank đang có những bước tiến quan trọng trong vị thế bán lẻ, bao gồm đầu tiên tỷ lệ CASA đạt hơn 20% nằm trong top 5 hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là một yếu tố về sự an toàn. Thứ hai đó là dịch vụ ngân hàng số được nhiều khách hàng yêu thích và sử dụng với 13,5 triệu khách hàng. Đây có nghĩa là TP Bank đã gia tăng được số lượng khách hàng. Thứ ba và cuối cùng đó là TP Bank đã học từ ngành FMCG trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Đây là TP Bank đã chú trọng cải thiện và đầu tư sản phẩm. Với 3 cái yếu tố trên thì Finmid đã định giá TP Bank với giá trị nội tại là 17,5 nghìn đồng, cao hơn giá trị thị trường hiện tại khoảng 16 nghìn đồng và là một cổ phiếu thích hợp để tích sản. Khuyến nghị tích sản của TP Bank, Finbiz thì đã nhìn ra cái ưu điểm vượt trội, cái thế mạnh của một ngân hàng bán lẻ màu sắc FMCG này của TP Bank từ khoảng 2 năm trước, nên đã khuyến nghị khách hàng tích cực tích sản TP Bank. Từ khoảng tháng 5 năm 2022, sau rất nhiều cái kỳ tích sản khác nhau thì nhà đầu tư đã có hiệu suất trung bình khoảng 20% nhờ mua được cái giá thấp. Trên thực tế thì tích sản không chỉ là thấy giá thấp mà mua, mà chúng ta vẫn cần tích sản đúng cách. Và Finbiz nhấn mạnh 3 nguyên tắc quan trọng nhất khi tích sản. Đầu tiên đó là chúng ta chỉ mua khi giá thấp, có nghĩa là giá thị trường rẻ hơn so với giá trị nội tại cùng với biên an toàn khoảng 10%. Tiếp theo đó là chúng ta phải tích sản hết dòng tiền hàng tháng, nghĩa là nhà đầu tư phải mua hết phần tiền để dành cho mục tiêu tích sản với mã TP Bank, trừ khi là mã đã vượt điều kiện với giá trị nội tại. Và điều cuối cùng là chỉ chốt lãi và thoát vị thế trong 3 trường hợp sau đây. Đầu tiên đó là danh mục tích sản đã đạt được cái mục tiêu tài chính đề ra, hoặc cổ phiếu không còn tiềm năng tăng trưởng, hay là cổ phiếu tăng trưởng quá nóng, cụ thể là gấp 4 lần so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Và có thể hiểu đơn giản hơn, đó là khi mà giá cổ phiếu tăng nóng và vượt qua cái giá trị nội tại mà chúng ta đã đánh giá. Tuy rằng cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chưa khớp với kỳ vọng kế hoạch, Finbiz thì nhận thấy rằng mức tăng 10% so với đầu năm 2024 vẫn chưa xứng đáng với so với tiềm năng tăng trưởng của TP Bank. Do đó thì Finbiz vẫn tiếp tục khuyến nghị tích sản TP Bank quanh vùng giá khoảng 15,8 với mức kỳ vọng trong kế hoạch 2025, TP Bank sẽ tận dụng được tối đa toàn bộ cái lợi thế của số lượng khách hàng lớn đã mở tài khoản trong năm nay. TP Bank thì đã cho thấy một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc và tiềm năng tốt. Bạn có đang quan tâm đến đầu tư cổ phiếu cơ bản tốt như TP Bank? Bạn hãy tham khảo các khóa học đầu tư của Finbiz và chương trình tư vấn đầu tư tại website cũng như là fanpage finbiz.vn, hoặc có thể liên hệ theo số hotline trên màn hình để được hỗ trợ nhé. Bạn nghĩ sao về triển vọng của TP Bank và cổ phiếu TPB? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phía dưới bình luận. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhất của Finbiz.
Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.